Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Ruộng lúa mạch sắc màu. Hả? Hiu Hiu, không được làm như vậy. Con phải bảo hộ hoa cỏ, chúng đều là sanh mạng đó. Ờ, ngoại ơi, con biết rồi. Hiu Hiu, vô ý phạm gọi là lỗi, cố ý phạm gọi là tội. Ngoài đã dạy em phải bảo hộ hoa cỏ, sao em có thể biết sai mà vẫn phạm chứ? Em biết sai rồi, em nhất định sẽ sửa đổi. Ấy, đã xảy ra chuyện gì? Hả? Dù sao đạt một chút, chắc cũng không có chuyện gì đâu. Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý. Sao bạn có thể đạp lên ruộng lúa mạch chứ? Đây là lúa mạch mà người khác vất vả lắm mới trồng được, đều là thực vật có sinh mệnh. Hả? Thật sự xin lỗi, mình làm sai nữa rồi. Đúng rồi, bạn là ai vậy? Tại sao bạn lại ở đây chứ? Mình là tiểu tinh linh mùa hạ, tên là Tranh Tranh. Mình đang nhuộm màu cho mùa hạ. Hả? Bạn bị thương rồi. Không sao đâu, nhưng mà mình là tiểu linh tinh của mùa hạ, phải nhuộm màu cho mùa hạ đúng lúc. Nếu không qua thời gian rồi thì mùa hạ sẽ tới trễ, thực vật cũng sẽ không thể trải qua quá trình sinh trưởng của mùa hạ. Đây là lỗi của mình. Đúng rồi Tranh Tranh, mình có thể giúp bạn nhuộm màu, như vậy có thể bù đắp lỗi lầm của mình. Chuyện này, Tranh Tranh, bạn hãy để mình giúp bạn đi. Mình đảm bảo sẽ phụ trách nghiêm túc, nhất định không có sai lầm đâu. Vậy được, bạn nhất định phải làm theo lời mình nói, nhất định không được để xảy ra sai lầm đó. Wow, nhiều màu sắc như vậy, thật đẹp á. Hiếu Hiếu, chúng ta bắt đầu từ ruộng lúa mạch đi. Mình biết rồi, lúa mạch chính là màu vàng kim. Đúng vậy, cho nên nhất định phải dùng màu vàng kim. Khi tô màu nhất định phải cẩn thận, không được dùng sức quá mạnh làm bị thương lúa mạch. Phải tô màu cho từng cây lúa mạch, nếu không nó sẽ không thể sinh trưởng tốt được. Chính là như vậy. Mình biết rồi Tranh Tranh, bạn mau đi nghỉ một chút đi. Mình sẽ nhanh chóng tô hết chỗ lúa mạch này. Được, mình đi băng bó vết thương, lát nữa sẽ quay lại. Bạn nhất định phải làm theo những bước mình vừa nói đó nha. Bạn yên tâm đi. Hả? Thật đẹp quá. Không biết màu đỏ sẽ nhuộm thành hình dạng như thế nào ta. Như vậy mới đẹp chứ. Chi bằng nhuộm lúa mạch thành đủ loại màu sắc.
Thật đẹp quá. Cuối cùng cũng xong rồi. Thật đẹp đó. Lát nữa tranh tranh nhìn thấy chắc chắn sẽ rất là vui. Tranh tranh, bạn mau nhìn nè, mình nhuộm ruộng lúa mạch đẹp biết bao. Hiếu Hiếu, sao bạn có thể nhuộm ruộng lúa mạch thành ra như vậy? Lúa mạch là phải màu vàng kim chứ. Bạn nhuộm sai màu, lúa mạch sẽ không chín được. Hả? Bây giờ phải làm sao? Đúng rồi, mình sẽ đi nhuộm màu lại. Tranh tranh, bạn đừng có lo lắng. Hả? Hả? Bây giờ phải làm sao? Hiếu Hiếu, bạn nhìn bạn xem, sao có thể nhuộm màu lung tung như vậy? Lần này thì xong rồi. Xin lỗi tranh tranh, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Không có cách nào nữa, chỉ đành dùng màu sắc trên cơ thể mình để nhuộm lúa mạch thiên trung biến thành màu vàng kim thôi. Hả? Tranh tranh, bạn thật lợi hại. Hả? Tranh tranh, tranh tranh ơi, bạn sao vậy? Hả? Bởi vì tranh tranh đem toàn bộ dinh dưỡng trong cơ thể cho tụi em, bản thân không còn dinh dưỡng nữa cho nên không chịu nổi. Đều tại mình, nếu không phải vì mình ham chơi, tranh tranh sẽ không bị như vậy. Hiếu Hiếu, những lúa mạch vẫn chưa biến thành màu vàng kim sẽ không thể chín được. Nếu như vậy các bạn ấy sẽ từ từ chết đi. Hả? Vậy phải làm sao đây? Đều tại mình, vì bản thân nhất thời ham chơi, biết là sai rồi mà vẫn còn làm, hại mọi người thành ra như vậy. Đúng rồi, mình đi tìm Tiểu Sủng Ca, anh ấy nhất định có cách. Hiếu Hiếu, lần này em lại phạm phải cố ý phạm, gọi là tội. Chúng ta phải luôn suy nghĩ cho người khác, không nên phạm lỗi vô ý phạm, càng không nên vì tâm ham chơi, tâm hiếu kỳ của bản thân mà thích làm gì thì làm. Rõ ràng biết đó là sai thì không nên làm. Nói nghiêm trọng thì chính là vì dục vọng cá nhân mà phạm lỗi. Đây là lỗi lớn. Đồng thời, khi người khác vô ý mạo phạm chúng ta cũng nên thông cảm. Nếu không, không những không tôn trọng người khác mà còn hủy hoại danh tiếng của chúng ta. Tiểu Sủng Ca, lần này em hoàn toàn hiểu rồi. Sau này em nhất định sẽ không biết sai mà vẫn làm nữa. Vì dục vọng cá nhân mà làm chuyện không nên làm, mang lại phiền phức cho người khác. Em hiểu là tốt rồi. Bây giờ chúng ta nhanh chóng dùng nước thuốc tẩy sạch những màu sắc này đi. May ra vẫn còn kịp. Dạ được. Hả? Tiểu Sủng Ca, thật sự có thể tẩy được màu nhuộm đó. Thật tốt quá. Như vậy lúa mạch được cứu rồi. Hiếu Hiếu, mau nhuộm màu vàng kim cho lúa mạch đi. Ừ. Hiếu Hiếu, em còn nhớ những điều cần chú ý mà tranh tranh đã nói với em không? Khi tô màu nhất định phải cẩn thận, không được dùng sức quá mạnh làm lúa mạch bị thương. Phải tô màu cho từng cây lúa mạch, nếu không nó sẽ không thể sinh trưởng tốt được. Hiếu Hiếu, vậy chúng ta nhanh chóng hành động đi. Em nhất định không được phạm sai lầm nữa đó. Ừ, Tiểu Sủng Ca, lần này em nhất định sẽ nghiêm túc. Hả? Lần này tốt rồi, lúa mạch đều chín rồi. Hả? Mặc dù lúa mạch đều chín rồi, nhưng mà em vẫn không cứu được tranh tranh. Hả? Tranh tranh, bạn tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Tranh tranh, đều tại mình mà bạn với lúa mạch xém chút nữa là không thể sống được. Mình nên nói xin lỗi mới đúng. Hiếu Hiếu, biết sai mà sửa, vẫn là đứa trẻ ngoan. Mùa hạ thật đẹp quá. Hiếu Hiếu, khi đi đường không thể chỉ lo nhìn cảnh vật xung quanh đâu đó. Dạ, sau này em sẽ nhìn đường thật kỹ,
sẽ không chạy lung tung nữa đâu. Giờ ý phạm gọi là lỗi, cố ý phạm gọi là tội. Ý muốn nói chúng ta phải luôn suy nghĩ cho người khác, không nên phạm lỗi vô ý, càng không nên biết sai mà còn làm. Vì dục vọng của bản thân, vì tâm ham chơi của bản thân mà làm những việc không nên làm. Như vậy, không những không tôn trọng người khác mà còn làm hại người khác, cũng sẽ hủy hoại danh tiết của bản thân chúng ta. Các bạn nhỏ nhất định phải nhớ kỹ nha. Tạm biệt. Nam mô A Di Đà Phật.